Đây nha các bạn nhé, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp đèn mây nhá. Khi các bạn nhận được là một bộ phận của nó là đây là thân đèn này, đây là lồng đèn này, lồng đèn này, đây là gen này, đây là bóng điện này. Bây giờ các bạn sẽ lắp tất cả các bộ phận vào nhá. Đây, lắp lồng đầu tiên này, xong vặn gen vào cho nó chặt này. Đấy, các bạn cứ vặn hết cái gen này vào đi, xoáy cái gen này vào cho nó chặt, giữ lồng và thân nó với nhau. Rồi, xong các bạn xoáy bóng điện vào nhá. Rồi, xoay bóng điện vào này. Rồi. Xong bóng điện xong bắt đầu các bạn cho cái lồng này vào. Cho vào lồng vào. Đấy. Đấy, xong nó đẩy lên, đấy, đẩy lên. Rồi, ok. Các bạn cho lồng vào xong, ok thì bây giờ mình sẽ bật công tắc lên nhá. À, mình sẽ giật cái dây này. Đấy, đây là ánh sáng này. Nó lên điện này. Giờ cái dây này là dây bật tắt nhá. Đây, đấy, nó lên. Đây. Ok nhá các bạn nha.